Vâng, Noga xin kính chào tất cả quý con nha. Thì ngày hôm nay Kia sẽ trở về cái vùng đất mà Long An đó quý con. Thì cái vùng đất này bà con biết rồi, trước đây thì rất là phèn ha. Thì được canh chủ vườn nữa nè con, cũng đang trồng cái diện tích cây sầu riêng ha. Nhưng mà ban đầu thì ảnh còn hơi mới mẻ quá. Cho nên là về thứ nhất là về cái thiết kế clip ha, thứ hai là về cái sự mà các em nói là cái dinh dưỡng chỗ đất quý con, coi như thế nào coi nó phù hợp với cây sầu riêng mà Moschkin, với cây sầu riêng là ghi 6 ha quý con. Đó thì ngày hôm nay Kia đi đến đây để thứ nhất là kiểm tra cái nền đất nó có phù hợp với cái cây sầu riêng quý con ha. Đó thì Kia cũng mời tất cả quý con cùng Kia đi khảo sát ha, khảo sát và để phân tích cái hàm lượng dinh dưỡng trong đất ha. Trong đó là cái thứ nhất là về cái nồng độ phèn coi nó có phù hợp hay quý con ha. Đây thì quý con thấy ha, Kia cũng đã có chuẩn bị rồi là quý con ha. Đó thì về cái dinh dưỡng đất của cái vùng đất Tân Hưng của Long An ha quý con. Đó thì bà con thấy kiểu phải nói là ok luôn. Đó thì cái chỉ số pH như thế này là quý con từ hơn 5.5 gần 6 chấm ha. Thì cơ bản thì cái tỷ lệ mà pH trong đất, cái độ phèn trong đất nó ở cái mức độ trung tính ha quý con, thì nó vẫn là phù hợp cho cây sầu riêng của ta phát triển. Cây sầu riêng phát triển thì ở cái độ pH trung tính từ 5.5 cho đến 6.5 là cái ngưỡng mà Kia muốn nói rằng là đó sẽ phù hợp nhất để cho cây tất cả loại cây trồng nó phát triển ha, trong đó có cây sầu riêng. Đó thì cái diện tích này là 7 hecta ha quý con. Là 7 hecta thì cơ bản thì ảnh cũng có trồng xen với cái cây mai vàng nè quý con ha. Đó, cây mai vàng à. Còn về cái thiết kế mô quý con thì trước đây Kia cũng có gửi một cái quy trình qua cái hình ảnh Zalo cho ảnh á. Thì nhất là về cái mặt clip ha, thì quý con hiện tại thấy ha, cái mặt clip hiện tại bây giờ là 6 mét theo quý con. 6 mét thì Kia cũng cho thiết kế rằng là cái mô trồng riêng là nằm ngay giữa clip ha. Đó. Và cái bán kính của mô quý con thì cái chân mô là 2m5 ha, chân mô 2m5 và cái mặt mô là 1m8 ha quý con. Đó thì cơ bản thì cái mô này nó đã đạt chuẩn rồi ha, hay đạt chuẩn rồi. Đó, thì từ cái mặt ruộng quý con, mặt clip ha, lên tới cái mặt mô là tầm khoảng cỡ từ 6 tới 7 tấc ha quý con. Đó, thì đây là cũng là một cái điều kiện khi mà cái mô càng cao, nó đủ cái tiêu chuẩn á, thì cái khi mà cái hàm lượng mưa nhiều ở cái mùa nước mưa quý con. Đó, thì mưa nó nước nó bị nó sẽ tuôn xuống hết ha, nó sẽ tuôn xuống hết. Đó, nó không động lại cái mô sầu riêng, cho nên là cái cây chúng ta nó phát triển về sau nó được tốt hơn. Đó thì cộng thêm là cái độ pH cộng thêm độ pH đất nó chuẩn nữa thì cây sầu riêng chúng ta sẽ sinh trưởng và phát triển thôi. Đó rồi thì Kia cũng mời tất cả quý con cùng Kia đi ha. Đó thì này quý con thì được liên kết với chỗ trung tâm cây giống ha, thì tất cả những cây trồng thì được trung tâm cây giống cung cấp hết ha. Đó, thì về cái số lượng cây sầu riêng hiện tại Kia cũng chia sẻ quý con luôn á, là cái diện tích là 7 hecta quý con, thì trồng là đâu đó ha 700 cây đâu đó 700 cây ha quý con, chỉ cây sầu riêng thôi. Còn cây mai về cái mai vàng quý con trồng cũng khá là nhiều ha. Đó cái mô hình lớn thì cái mô hình này là Kia là đảm nhận luôn từ khi trồng ha, từ khi trồng và chăm sóc cho đến khi mà chúng ta thu hoạch trái luôn ha luôn ha quý con, cũng trải dài một cái khoảng thời gian phải nói là dài ha. Được anh chủ vườn á thì anh thấy giao hoàn toàn hết cái về khoa học kỹ thuật cho Kia luôn ha, Kia chăm sóc ha quý con ha. Đó cho màn hình đó ha, thì quý bà con đó, thì cứ gọi điện thoại cho Kia ha, thì Kia cũng chia sẻ với quý bà con ha, miễn phí cho tất cả quý bà con dễ dàng áp dụng cũng như là cái nền khoa học tiên tiến hơn, thành nền khoa học hữu cơ, nền khoa học nông sản sạch theo quý bà con ha, đó, tiên tiến dễ làm dễ thực hiện để cho cái sự hiệu quả nó sẽ tăng cao hay quý bà con.
thì hôm nay á, hôm nay thì lên đây khảo sát lại là lần này là lần cuối cùng á, lần cuối cùng để test lại cái thành phần dinh dưỡng trong đất, trong đó là cái chủ yếu là về cái thành phần mà phèn đó quý con, pH ha. Đó, thì hôm nay là cái kết quả có rồi là pH chuẩn ha, pH chuẩn ha quý con, từ 5.5 5.5 trở lên ha, tới 6.5. Đó thì rất phải nói là nó phù hợp. Thì dự kiến thì chắc ngày mai đúng quý con, ngày mai sẽ xuống giống ha. Thì sẵn đây, sẵn tiện đây thì Kia cũng muốn chia sẻ cho quý con luôn á. Trước khi mình xuống giống quý con thì Kia cũng đã chuẩn bị cái hữu cơ quy sinh quả của lửa 007 ha, và cái Buma Sa Băng đã trộn sẵn rồi ha quý con ha. Đó. Tại vì cái diện tích lớn quý con, Kia mới cho trộn sẵn ngay từ thời điểm này ha. Đó thì Kia đang cho trộn cái hữu cơ 007 cái Buma ha quý con. Chúng ta trộn trước vậy mai chúng ta đem ra là chúng ta bón lót luôn ha quý con ha. Đó, mình đã chuẩn bị cái hữu cơ để sẵn sàng hết ha quý con. Đó, quý con thấy ha, hai anh nông dân ảnh phải nói là ảnh rất là nhịp nhàng ha. Đó, anh trộn từng cái rất là đều tay ha quý con. Đó, rất là đẹp mắt ha. Đó. Thì số lượng lớn là chúng ta phải chuẩn bị trước ha quý con. Đó, để mai là chúng ta chủ yếu là chúng ta đưa ra chúng ta làm cho nó nhanh thôi ha. Đó, quá ok luôn ha quý con ha. Đó thì để mà cái cây nó dinh hút được dinh dưỡng tốt quá thì chúng ta bón lót ngay từ đầu để cho cây sinh trưởng phát triển tốt ha quý con. Cuối cùng ha, thì Kia cũng chia sẻ gom gọn là chia sẻ cho quý bà con hôm nay là cái test lại cái độ pH đất ở cái vùng đất mà Tân Hưng này, cũng như là chia sẻ với bà con là cái quy trình ha, cũng như là cái kỹ thuật mà chúng ta xuống giống cái sầu riêng cây con như thế nào để cho có đạt hiệu quả. Đó, thì mong rằng quý bà con xem qua video hoặc thấy hay ha, cũng nhớ đăng ký kênh theo bà con ha, cũng như tạo động lực cho Kia tiếp tục một cái hành trình hỗ trợ kỹ thuật cùng cho tất cả bà con để cho chúng ta đạt một cái hiệu quả cao nhất quý bà con nha. Đó, quan thì Kia cũng tạm kết thúc video ở đây, hẹn quý bà con lại một video tiếp theo.